Xin chào tất cả mọi người nhé. Thưa mọi người là hai hôm nay cháu không đăng được video bởi vì là cháu cùng với cả anh Thắng chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần và nhan sắc để đi đến Đài Truyền hình Việt Nam, để họ có mời anh em cháu đến để làm cái chương trình truyền thông liên quan đến thiện nguyện. Vì là anh Thắng đã giúp được rất nhiều bà con và ghi lại những thước phim trên YouTube, và bên Đài Truyền hình họ có xem được và họ có liên hệ. Đấy, cũng có xác minh qua các cơ quan đoàn thể, rồi là những người bản thân, những người dân được thụ hưởng qua những cái chương trình thiện nguyện đó. Nên là họ đã liên hệ cháu và anh Thắng lên để chuẩn bị ghi hình vào cái chương trình bí mật. Đấy, chương trình gì thì mọi người theo dõi, chúng cháu sẽ thông báo sau trên video. Đấy, bây giờ cháu và anh Thắng đang trên đường đến Đài Truyền hình Việt Nam mọi người nha. Đấy. Cháu sẽ phỏng vấn anh Thắng. Phỏng vấn nháp để tí vào nó run. Anh em Thắng đang rất là hồi hộp. Đấy, mà lần đầu tiên Thắng nghĩ về một cái câu chuyện là được Đài Truyền hình Trung ương. Đấy. Thắng thì phỏng vấn trên đài huyện rồi đài tỉnh rất là nhiều rồi. Chém gió thì trên các cái kênh YouTube thì các bác cũng biết rồi, rồi thành thần. Nhưng mà lên Đài Truyền hình Trung ương VTV1 thì nó lại phải khác các bác ạ. Đúng rồi. Đấy. Hôm nay thì Thắng xuống đây thì anh Sự là được để xe gọn vào một chỗ rồi. Đấy. Và chỉ có Thắng và em Hậu được đến đó thôi. Đấy. Còn những người mà chẳng hạn không liên quan thì họ không có mời. Tại vì khi vào đấy là nó một cái, các bác biết rằng Đài Truyền hình Việt Nam mà, của Trung ương mà, nên là nó cần phải có kiểm soát. Nên những anh em đi cùng thì là thôi ở nhà. Đấy, mà Thắng và em Hậu được mời đến đó và làm cái chương trình này. Chương trình thì thấy cũng nói rằng là phát vào cái khung giờ là giờ vàng đúng không? Vàng, thời sự. Thời sự luôn. Vâng. VTV1. Vâng. Trung ương luôn đấy các bác. Cái chương trình này là phải được kiểm tra và xét duyệt qua rất nhiều các ban, rồi là các cơ quan tuyên giáo xác minh thông tin trước khi quay video. Thế nên là Thắng là cán bộ ở trong nhà nước, đâm ra là về cái phần xác minh thì nó cũng dễ dàng hơn. Đấy, những cái người chẳng hạn là về không có nằm trong tổ chức chẳng hạn thì đôi khi là cái xác minh thì nó sẽ lâu mà khó hơn. Của Thắng thì nó đơn giản hơn, thế nên là chỉ gửi những cái thành tích, rồi là có một cái giấy của cơ quan đấy, chuyển xuống cho Đài Truyền hình thì có thể là và các phóng viên, những cái người họ làm ekip ấy, họ ấy xem qua và họ khảo sát thực tế. Thực ra là anh Thắng là được người ta quan tâm theo dõi xác minh từ lâu rồi. Người ta đã thời gian là mình quay chia sẻ YouTube, mình có kênh YouTube nên là họ từ đó mà họ theo dõi dễ hơn, biết được về cái hoạt động của mình làm nó có thực tế hay không. Vâng. Cũng nhờ có YouTube mà những cái hoạt động thiện nguyện của anh Thắng và bản thân cháu thì cũng ghi lại trên đó, nên nó là một cái bằng chứng xác thực nhất cho những cái việc mà mình đã làm. Đấy. Ngoài ra thì bên truyền hình họ cũng đến địa phương để xác minh thông tin là những người thụ hưởng đã được thay đổi như thế nào trong sau khi được những sự giúp đỡ thiết thực đó. Đấy. Cái do cái thời lượng ấy thì các anh ấy cũng trao đổi mực. Thực ra Thắng thì làm khắp trên địa bàn tỉnh Hà Giang và làm rất nhiều những cái công trình, nhưng mà do cái điều kiện ấy, của một ekip người ta đi để người ta quay ấy, thì nó chỉ các bác biết rằng khung giờ vàng mà nó chỉ vài phút thôi. Nên là cái địa hình quay thì là chắc là có thể là hôm nay trao đổi xong thì Thắng cũng vào chỉ nói với các anh là chỉ quay được ở trên địa bàn khu vực Linh Hồ, nơi mà Thắng làm cũng có rất nhiều cây cầu ở đó, và điểm trường, rồi là con vật nuôi, rồi là hỗ trợ người nghèo đi viện đó, rất nhiều những cái ở Linh Hồ. Thế nên là Thắng sẽ quyết định là cái chương trình đó sẽ quay tại Linh Hồ nhá. Mà nơi đó thì cũng có chương trình của bạn Hậu tài trợ một cái nhà ăn của các cháu học sinh, rồi là
một cái cây cầu ở trên cái địa bàn đó. Anh em cháu là mặc dù là những người gọi là làm việc thiện nguyện khá là nhiều, nhưng mà khi mà được bên truyền hình họ liên hệ thì mình cảm giác vẫn có gì đó run run đấy, kiểu là hồi hộp. Mấy hôm nay là từ lúc nhận được thông báo là anh em phải bật chế độ ăn kiêng cho mặt cho nó mịn, nó da rẻ nó mịn màng hồng hào lên mình cho đẹp dai. Vâng, bây giờ là hôm nay là tại sao các bác rất nhiều tuyến đường đang bị cấm là do bên Trung Quốc. Trung Quốc thì có cái bác người đứng đầu đảng và nhà nước Trung Quốc ấy là sang đây thăm và làm việc ở bên này, nên là anh em toàn phải đi tắt mới cả ấy thôi, đi lòng vòng, đi lòng vòng một chút, nên là có những tuyến đường đang bị cấm vào cái giờ này. Hôm nay thì anh Thắng và cháu đến đó xong là lập tức anh Thắng lại phải lộn ngược lại là Hà Giang. Hành trình rất là kinh khủng. Đấy, sáng hơn bay. Hơn bay. Chim bay còn mỏi cánh. Hôm qua anh ấy xuống trong tối đêm mà sáng nay lại đi lên đây rồi. Bây giờ là xong việc là lại phải đi Hà Giang luôn. Rất là mệt. Mọi người cố gắng để ý theo dõi chương trình thời sự sắp tới nhé. Hôm nào mà quay ở đâu thì anh em cũng bật mí cho một chút. Mình vẫn được quay tí hậu kỳ. Cho anh Tài với cả anh Sự. Camera từ xa. Camera từ xa zoom vào. Hậu kỳ. Hôm nay là các cái đường chính từ văn phòng chính phủ về chỗ Mỹ Đình này, công an đứng kín xanh lét. Anh em cháu phải đi tắt. Mình đi cái này từ đây sang bên đấy còn bao cây nữa nhỉ? Sang đài chắc là 3 cây nữa, nhưng mà em đi lòng vòng một tí tránh cái đường chính ra. Thôi cháu tạm thời đến đài rồi lại quay tiếp. Vâng, gác lại cái tay để cháu lái cho nhanh mọi người nhá. Không có làm muộn giờ hẹn. Làm việc với các anh chị nó phải giờ nó phải chuẩn, không không được cao su. Tí lại co giãn thì mệt. Xin chào tất cả mọi người nhé. Thưa mọi người, hôm nay cháu và anh Nguyễn Tất Thắng đã có mặt tại trong đài truyền hình để chuẩn bị ghi hình mọi người ạ. Đấy, hiện tại là cháu đang có mặt ở trong sân đài đây. Cháu và anh Thắng là sẽ lên hình trong một vài ngày tới liên quan đến việc là hai anh em phối hợp cùng nhau làm từ thiện để giúp đỡ bà con vùng cao. Đấy, thì sắp tới anh em cháu sẽ được bên VTV Đài Truyền hình Việt Nam họ đến để ghi hình quá trình anh em chúng cháu giúp đỡ bà con và ghi nhận cái sự thay đổi sau khi bà con được giúp đỡ là được xây cầu, được xây trường học, được đưa đi chữa bệnh, rồi thì rất nhiều những cái hoạt động khác. Đấy, mọi người, đây là quang cảnh đài truyền hình cháu quay cho mọi người xem nhé. Rất là cao. Đấy, rộng, đẹp. Đây là lần thứ tư, thứ năm cháu vào đây rồi, nhưng mà cảm xúc nó mỗi một lần vào nó một khác, và đây là lần cảm xúc nhiều nhất bởi vì mình vào với một tư cách là được mời và giúp đỡ được rất nhiều người. Đấy mọi người ạ, đấy, được mời, quá tuyệt vời. Đấy, bây giờ cháu xin phép mọi người nhé, cháu cùng anh Thắng đi vào làm việc đây. Anh Thắng thấy vào trong đài này không gian có thoáng không anh? Đẹp, trong này rộng nhiều. Đây là lần thứ mấy anh vào đây rồi? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Chỗ này bao giờ đâu? Trong đài rộng nhỉ? Vâng. Trong này nhiều lúc người ta nói là trong đài mà không quen nhau. Vâng. Ngày trước là đài đây là nó chỉ khoảng độ tầm 4-5 tầng, rất nhiều tòa, nhưng mà họ mới đập, họ xây lại cái tòa văn phòng này. Tòa cao kìa. Vâng. Còn trước đây là đây tất cả đây là chung quanh là là văn phòng hết, nhưng mà họ mới đập, họ xây lại. Hậu là nó có kinh nghiệm trong này phết đấy nhỉ? Vâng, em vào đây nhiều lần rồi. Vâng. Thắng thì lần đầu tiên đến đây vâng. Cũng hồi hộp một chút. Vâng. Đấy. Nhưng mà cũng rất là vui khi mình được các anh chị em là quan tâm cho vài phút lên đài. Vâng. Đấy, và đài trên chương trình của VTV1 nhé. Vâng. Và Thắng cảm thấy nó rất là ý nghĩa và hạnh phúc khi được cái sự quan tâm này. Vâng. Và cũng qua cái chương trình thì cũng rất mong rằng là các bác cũng xem video rồi là những
những cái gì đó mà để anh em Thắng còn có tâm huyết với vùng cao, vâng, đồng hành cùng được với là rất nhiều nhà hảo tâm. Vâng. Và các bác biết cũng rằng là em Hậu là một trong những người mà qua video của Tất Thắng cũng đã có rất nhiều những cái chương trình cùng với cả Tất Thắng. Vâng. Đặc biệt là cái chương trình múc ruộng, múc ao làm đường cho bà con. Em Hậu cũng đã sẵn sàng cũng bỏ những cái số tiền ra để cùng với cả anh em mua máy móc để làm giúp đỡ bà con. Đến bây giờ thì hôm nay thì Thắng đứng ở đây cũng là sắp cuối năm rồi, do cái ngày Tết ấy. Vâng. Thì ở đây nó, các bác biết rằng là trong chương trình phát sóng của Việt Nam thì trung ương mà, nên là họ phải kiểm duyệt rất là cao, nên anh em xuống là phải có buổi làm việc trước với cả ekip rồi là làm chương trình. Thế nên là cái, mặc dù là lại còn phát sóng vào khung giờ vàng, giờ vàng đấy, nên là thời sự đấy, đấy là anh em rất nhiều những cái mà hồi hộp khi gặp các anh chị em rồi là... Nhưng mà ở đây thì họ rất là nhiệt tình. Vâng. Em từ hôm họ liên hệ với cả em là em không dám ăn cay, sợ lủi mụn đấy. Sợ xấu dai lên tivi lủi mụn. Ăn cho toàn những đồ gọi là đậu lành thôi. Ừ. Nên là bây giờ Thắng cũng phải xin phép nữa, không mà di chuyển. Vâng. Đấy. Làm việc xong rồi, ok. Vâng. Rồi. Vâng. Cảm ơn tất cả các anh chị ở đây đã tận tình giúp Thắng, và sẽ sớm gặp lại để quay cái chương trình đó. Vâng. Còn chương trình gì thì Thắng vẫn là bí mật nhé. Bí mật luôn. Các bác theo dõi chương trình VT1. VT1. Nếu mà các bác thấy Thắng thì hãy ủng hộ cho chương trình. Vâng. Này, like cho chương trình với cả ủng hộ cho Tất Thắng với cả em Hậu nhé. Thực ra là khi mà được Đài Truyền hình Việt Nam liên hệ, mọi người đều biết là đây là một cái nguồn tin chính thống, tức là những cái công việc từ thiện của anh Thắng phải là những công việc thực tế và giúp ích thực sự cho bà con thực sự thay đổi, và họ ghi nhận thì họ mới liên hệ để làm việc. Đây là một cái sự tự hào, cháu là tự hào lây từ anh Thắng sang. Cháu chỉ góp phần rất nhỏ trong đó thôi, tức là cháu là một trong những người tài trợ rất nhỏ thôi. Hậu này nó cũng đôi khi nó cũng hơi khiêm tốn một chút, trẻ nhưng mà biết khiêm tốn. Tại vì là làm cái này nó cũng không phải là ngày một ngày hai để mà nó thành được như này. Vâng. Nó cũng phải qua rất nhiều thời gian. Vâng. Các bác cũng xem qua, đồng hành cùng Tất Thắng cũng 4-5 năm rồi. Vâng. Và để còn đồng hành cùng em Hậu nữa thì các bác cũng theo dõi tiếp những cái thời gian tiếp theo, sang năm rồi sang năm nữa còn rất nhiều năm để anh em có thể là như nào nhỉ, đồng hành cùng nhau. Các bác theo dõi qua những cái video thước phim tiếp theo nhé. Mà biết đâu sau này không phải riêng chương trình của Tất Thắng nữa mà chương trình riêng của em Hậu nữa. Đây là Thắng nói vui thế thôi. Vâng. Nhưng mà chắc chắn là anh em sẽ còn rất nhiều những cái chương trình phối hợp cùng nhau nữa. Vâng. Bây giờ cháu sẽ quay lại tiếp quang cảnh cho mọi người biết về khu vực Đài Truyền hình Việt Nam. À. Trước đây thì cháu lần đầu tiên cháu vào đây với một tư cách là được mời, còn các lần trước là cháu đến là để phối hợp sản xuất. Đấy, bởi vì cháu cũng có một cái thời gian công tác ở trong đây. Vâng, thưa mọi người, thì vừa lấy anh em cháu đã lên Đài Truyền hình làm việc xong rồi, và cháu đang có mặt tại nhà, hơi run một chút mọi người ạ. Nhưng mà nói chung là mọi việc ổn, thì sắp tới là bên đài họ sẽ lên Hà Giang để ghi hình thực tế ở trên đó, và hôm đó thì cháu cũng sẽ lên đó để ghi hình mọi người nhé. Nói kể thêm với mọi người câu chuyện vì sao mà hôm nay cháu mặc áo trắng, vì là hôm nay thực sự là lên truyền hình quốc gia thì mình phải chọn bộ nào đẹp nhất để làm cho mình gọi nghiêm túc nhất và chỉn chu nhất. Chứ còn thực sự để mà nói bản thân cháu thích thì cháu thích cái bộ này. Đấy. Cái áo này nó rất là thoải mái và nó khiến cho mình khi vào trong bất kể... Mẹ tắt nước đi, con đang quay video. Nó khiến cho mình thoải mái khi vào bất cứ một nơi nào. Ví dụ trong quá trình mình làm từ thiện, mình có thể xông vào bất cứ cái ngõ ngách nào mình làm, giúp đỡ bà con bằng cái sự hiểu biết, bằng cái sức khỏe của mình. Nhiều khi có những cái mà
mình muốn giúp người ta mình phải trực tiếp vào làm vì người ta không biết, mình cũng không diễn tả được ấy, ví dụ như là tháo cái ốc hay cái này cái kia ví dụ thế, thì những cái bộ quần áo trắng hay là những cái quần trang phục văn phòng nó không phù hợp với những cái hoàn cảnh đấy. Vì sao mọi người thấy cháu toàn mặc quần đùi với cả áo cộc như này? Vì là đi từ thiện nó phù hợp mọi người ạ, và đi nhiều nó thành quen, chứ không phải là cháu không tôn trọng khán giả đâu. Thực sự mọi người, cháu đi từ thiện cháu ghi hình lại chứ không phải là cháu quay video làm từ thiện làm màu để kiếm tiền YouTube. Nó khác nhau nhé mọi người nhé. Ví dụ mình làm màu thì mình sẽ ăn mặc đẹp đẽ vào trao tiền xong rồi mình về. Thế nhưng mà mình giúp thực sự ấy, thì mình còn phải sấn sổ, mình lăn xả vào trong hoàn cảnh, mình tìm hiểu kỹ rồi thì mình giúp cái này cái kia, thì cái trang phục này được gọi là trang phục phù hợp mọi người nhé. Chứ không phải là nhiều bác bảo là sao cháu chẳng bao giờ mặc tử tế, toàn mặc áo cộc. Thực ra là cháu phải nhấn mạnh lại là cháu ghi hình trong quá trình làm từ thiện, cháu ghi hình lại để muốn truyền tải cái thông điệp tích cực, lan tỏa những cái yêu thương đến với mọi người, chứ không phải là cháu ghi hình lấy đẹp để làm màu hay là để kiếm tiền YouTube mọi người ạ. Nha mọi người hiểu giúp cháu cái đấy. Thôi thì bây giờ cháu cũng nói thật mọi người là cháu chưa ăn cái gì cả, mới về nhà anh Thắng thì lại phải đi lên Hà Giang luôn. Còn cháu thì bây giờ là cháu sẽ ăn cơm trưa, bây giờ cũng đã là chiều rồi mọi người ạ. Đấy, một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cháu. Không biết nói gì cả, rất mong mọi người luôn luôn đồng hành cùng cháu để cháu có những cái động lực để tiếp tục cái hành trình giúp đỡ bà con của mình. Và mọi người ủng hộ mua các sản phẩm của cháu để cháu có thể là có thêm điều kiện để kinh doanh, có thêm điều kiện để đi được nhiều hơn. Cháu có làm các cái sản phẩm đây, cháu sẽ cho mọi người xem nhé. Ví dụ như là về gan này, về não, về khớp, về dạ dày, về tiểu đường, tim mạch, huyết áp, rất là nhiều. Cháu sẽ nói qua với mọi người để mọi người biết, mọi người ủng hộ nhé. Thì mọi người chỉ cần dùng thử thôi, thấy tốt thì mọi người dùng tiếp, đúng không ạ? Rất đơn giản, cháu luôn luôn nói như vậy. Đây là cái giải đầu gan này, đây cháu đang để dưới bàn thờ nhé. Xin phép mọi người, giải đầu gan là suy giảm chức năng gan, dùng nhiều rượu bia, hóa chất độc hại. Đấy, trường hợp này là cháu có giúp chú Quế mà bị bệnh phong ở Bắc Giang. Hôm qua anh Thắng quay clip ấy, chú ấy bị rất là nặng nhưng uống cũng đỡ này. Đấy, đại tràng này, gút này, khớp rồi đặc biệt hay. Khớp rồi đặc biệt hay. Đấy, mùa này bà con bị rất nhiều. Khớp này kết hợp với cả chai xịt là quá tuyệt vời. Mọi người mua khớp rồi sẽ được tặng miễn phí chai xịt này. Dạ dày, canxi, mỡ máu, bổ thận lam, ho này, sỏi thận, ngủ ngon. U tuyến giáp, tiền liệt tuyến, xoang, dưỡng não, rối loạn tiền đình, hoa mắt chóng mặt đấy. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành, và mọi người yêu mến thì có thể dùng thử sản phẩm của cháu, thấy tốt thì giới thiệu cho những người khác giúp cháu nhé. Đương nhiên là bây giờ cháu cũng có khoảng tầm gần 1 triệu người dùng rồi, và rất mong mọi người, những ai đã dùng, đang dùng, thấy tốt thì giới thiệu cho người khác giúp cháu nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay là mùng 1, chúc mọi người một tháng thật là an lành, may mắn, mạnh khỏe. Rồi, chào mọi người nhé.